Rồi, xin gặp lại các bạn vào chương trình Phố các bạn ở buổi thứ tư. Thế thì hôm nay chúng ta lại đi tiếp cái chương trình của buổi hôm trước. Thế thì ở cái buổi thứ ba ấy, chúng ta đã học ở buổi hôm trước thì chúng ta đã đi làm được bài tập trọn vẹn nhờ các cái bài cắt ghép hoa quả ở tranh hoa quả. Chúng ta đã học được hầu hết các cái tính năng cơ bản, chức năng cơ bản của cụm move tool, và chúng ta đã học được cách là sử dụng các cái cấu tạo của layer để ẩn hiện, để đặt tên, để quản lý, đúng không nhỉ? Rồi sắp xếp các layer. Thế thì hôm trước chúng ta đã đi được trọn bộ ba nhóm tạo hình chọn, đúng không nhỉ? Thì hôm nay mình sẽ ôn lại một chút ở về bài hôm trước, và bạn sẽ đi tiếp một phần rất quan trọng, quý vị ạ. Thì bài trước chúng ta đã đi được trọn vẹn, đúng nhờ, được nhóm công cụ của nhóm 1, đúng chưa, và đi được nhóm 2 gồm 3 công cụ. Và nhớ thì trong nhóm 2 này thì công cụ Polygonal Last Tool được gọi là L2 ấy, nhớ, thì là công cụ mạnh đứng thứ hai trong tất cả các đảng chọn. Và cái nhóm cuối cùng là cái nhóm thứ ba, Magic Wand. Thì trong cái nhóm này thì công cụ W1 nhớ, tức là Quick Session Tool, là công cụ mạnh nhất trong tất cả các cuộc gọi trong Photoshop. Tuy nhiên nó được gọi là mạnh nhất nhưng nó vẫn dựa trên gì ấy, cái tự động dựa trên sự tương phản giữa màu biên với cái màu nền bên ngoài, và cái màu nền bên ngoài này có thể là đồng nhất hoặc không đồng nhất. Tuy nhiên nếu như cái độ tương phản giữa biên đối tượng với màu nền bên ngoài mà yếu thì nó vẫn không thể bắt được, được chưa? Mặc dù nó mạnh nhất, mặc dù nó tự động, nhưng trong trường đặc biệt khi mà nó không phân biệt được giữa màu biên của đối tượng với màu nền bên ngoài, hay nói cách khác đó là độ tương phản yếu, thì nó vẫn không chọn được. Lúc đó chúng ta phải nhanh chóng chuyển từ Quick Session Tool về công cụ Polygonal Lasso Tool L2 để đi bằng tay và nhìn bằng mắt thường cảm nhận, thì lúc đó mới chính xác được, được chưa? Thế thì sau nhóm 3 rồi chúng ta lại sang một khái niệm nó rất là mới cho Photoshop, đúng không nhỉ? Đó là khái niệm đặt feather cho vùng chọn, hay nói khác là đặt độ mềm biên. Thì chúng ta đã đi được các cái định nghĩa, ý nghĩa chức năng của feather. Một là nó tạo được biên khử sáng cưa, cái thứ hai nó tạo cái sự hòa trộn giữa biên với nước xung quanh. Và để đặt feather thì ta có một phím rất là quan trọng là CF6, và nhớ thầy ta có ba cái tiêu chí đặt feather, đúng nhỉ? Từ 0.2 đến 0.5 dành ảnh chất lượng thấp, từ 0.5 đến 1 pixel đặt cho ảnh chất lượng cao, và lớn hơn 1 trở lên thì trong trường đặc biệt để tạo hiệu ứng. Thì cái bài hôm nay chúng ta sẽ nói đến cái vấn đề thứ ba này, chính là vấn đề đặt feather lớn hơn 1 để tạo hiệu ứng, được chưa? Rồi, và trước chúng ta đã đi làm quen với bảng color picker thông qua hai cái ô màu foreground và background, đúng nhỉ? Thế thì chúng ta đã làm quen với hai điểm này rồi, thì nó luôn có một ô nằm phía trên được gọi là foreground, là màu tiền cảnh, và một ô nằm phía dưới là màu hậu cảnh. Hai ô màu này nó giống hệt nhau về mặt cấu tạo và cấu trúc, đều là màu đơn sắc solid cả, đúng nhỉ? Nhưng chỉ khác là nó cho mình hai lựa chọn, đúng chưa? Và trong cái màu này thì ta nhớ thì cái phím tắt mà để đổ cái màu background tiền cảnh vào một layer hoặc vào trong vùng chọn thì là phím gì nhỉ? Alt Backspace, và để đổ đầy màu hậu cảnh thì là phím Ctrl Backspace. Và đi kèm với hai cái ô này chúng ta có ba cái lệnh. Lệnh thứ nhất, chúng ta có thể hoán đổi vị trí của hai ô này cho nhau bằng cách bấm X, nó sẽ tự hoán đổi, đúng chưa? Đáng lẽ foreground lên trước, đã là màu foreground trước thì bây giờ bấm X thì màu của background lên trước, hoặc là ta sẽ hoán đổi màu sắc của hai ô cho nhau bằng cách bấm
đường phím đi Shift X gì. Và cuối cùng ta có một phím quan trọng, đó là để trả về hai cái màu mặc định đen và trắng cho tiền cảnh và hậu cảnh, thì bấm phím D, được chưa? Và để đổi màu nhớ, và để đổi màu cho một trong hai ô màu foreground hoặc background thì chẳng được bấm trái chuột vào ô màu tương đó trên thanh công cụ, được chưa? Lúc này nó ra cái bảng gì đấy, color picker. Thế thì hôm nay thầy sẽ đi sâu hơn một chút về bảng color picker này. Thế thì hôm trước thầy nói là bảng color picker lên này thì cái dải bên em phải này chính là bánh xe màu được duỗi thẳng ra và đặt dọc lên, và nó được cấu tạo bởi 12 lát màu, được chưa? Thì trên cái bảng này hôm nay chúng ta sẽ đi sâu một chút để mọi người có hình dung tốt hơn về bảng color picker. Cái thứ nhất đó là ở cái dải, ở cái bảng này thì chúng ta có thể chọn cái màu sắc tương ứng theo dải màu. Một cách của mọi người thì gì ạ? Kéo trái chuột đi theo dải màu, được chưa? Hoặc cái thứ hai, sau khi mọi người chọn được thì đấy, cái dải màu tương ứng rồi thì mọi người có thể chọn cái sắc độ tint, tức là màu sáng hơn, tức là thêm trắng vào, hoặc salet, tức là tối hơn, thêm tối vào. Ví dụ lên bảng này, tại vị trí này là màu xanh gốc ứng với điểm dưới đây dải màu này. Nhưng nếu mà ta chọn ra phía bên trái này và phía trắng này thì màu xanh sẽ nhạt hơn, bởi vì sao? Thêm sắc độ xem trắng. Ta sẽ gọi gì ạ? Ở phía dưới này, dưới này thì ta xem sắc đen thì ra màu xanh đậm hơn. Và cuối cùng ta có thể chọn là hai màu đen trắng, cách ta kéo thẳng về góc bên trái trên cùng, hoặc góc bên trái dưới cùng, hoặc góc bên phải dưới cùng. Như vậy góc bên trái dưới cùng và góc bên phải dưới cùng là hai góc được phép chọn màu đen 100%, và chỉ có một điểm duy nhất được chọn trắng 100%, đó là góc bên trái trên cùng. Ok chưa? Và hôm nay chúng ta chú ý thầy là ở trong cái bảng này nó có điều rất chú ý đặc biệt, là khi mọi người chọn màu bất kỳ thì bên cạnh cái ô new, bên cạnh ô này nó có hai trừ, đó là new và current, được chưa? Thế thì ở đây rất quan trọng là như thế này. Giả sử như chúng ta bấm chọn vào bảng color picker trong Photoshop, giả sử thầy chọn giải màu này, xem này, nhưng mà như thế này, bấm chọn đây thì màu này rất là tốt. Lúc này mình chú ý là khi thầy chọn màu ở điểm này thì ở ô bên này này nó chỉ hiện current là gì? Current đây là cái màu mà đã được chọn cho màu tiền cảnh trước đó, từ màu đỏ. Còn màu hiện tại đang chọn ở vị trí này là new. Thế thì đây nó hiện ra một cái ô vuông và có hình cube này, thì đây là nó hiển thị là màu thực tế có thể in được, nhớ, và nó nằm trong cái dải in ấn của dải màu hay của hệ màu xem là cái color. Nhưng nếu thầy nhích lên một chút này đấy, thì lúc này nó hiện ra một ô vuông thứ hai, và trên ô vuông này có một dấu chấm than nằm trên tam giác, thì hết sức chú ý cái báo hiệu này, ý nó rằng cái màu ra chọn ở vị trí này nó đang nằm ngoài cái dải màu in ấn của hệ màu CMA Color. Tức là màu này khi in ra là không in được, bởi vì nó không pha được, bởi vì nó nằm ngoài dải màu in ấn. Được chưa? Còn bộ mặt hiển thị trên hệ màu RGB, tức là trên dải màu RGB hiển thị, tại dải màu RGB ta học rồi, lớn hơn rất nhiều so với dải màu CMA Color, thì nó vẫn hiển thị được. Như vậy nếu ta chọn màu này mà để hiển thị nhớ thì vẫn ok, nhưng để in ra thì đảm bảo màu này không in được ra, bởi vì nó nằm ngoài dải màu in ấn. Thế thì làm thế nào? Nhìn này, thì chọn màu xanh này đậm hơn, sáng hơn gì đây, tôi thích màu xanh này. Thế thì lúc này hai cái ô này này nó có ý nghĩa như thế nào? Nhất có hiện cảnh báo, báo cái màu này không in ra được, nhưng ô dưới này là nó sẽ đưa cho mình về cái màu tương ứng có thể thay thế được gần nhất. Ví dụ tôi muốn tìm ra cái màu mà có thể thay thế được cái màu này, thay thế thôi, thay thế không phải thế hoàn toàn, mà thay thế tương ứng được, mức độ có thể chấp nhận được, thì mọi người chỉ cần bấm trái chuột vào biểu tượng chấm than này, thì nó sẽ đưa về cái vị trí màu thay thế nhớ có thể được. Như tôi muốn chọn màu xanh cốm này,
bơ này hả, nó không chọn ra bơ này đi ra không được, nhưng tôi muốn vẫn muốn nó ra thì tôi sẽ bấm vào cái việc này, tôi biết nó sẽ đưa về cái vị trí mà có thể thay thế được, được chưa ạ? Khi mà nhớ thầy, đặc biệt các bạn nào dùng in ấn thì nhớ trong Photoshop mà chọn màu sắc thì cực kỳ nhớ đến cái biểu tượng chấm than này, nhớ và đưa về cái màu mà nằm trong cái giải màu an toàn của hệ thống in ấn. Thế bạn hỏi thầy ơi, thì đối với web thì sao? Đối với web em vẫn chọn màu này thì sao? Thì như thế này, đối với bạn hiển thị nếu bạn chỉ xem trên màn hình desktop bình thường thôi thì không sao, nhưng nếu bạn nào mà học trong ngành thiết kế web mà thiết kế website thì lại bị ảnh hưởng, bởi vì như này, cái màu này nó với lại cảnh báo, nhưng đối với website các bạn muốn đưa cái màu này về màu an toàn, nó được gọi là web safe, là safe web, tức là màu an toàn, thì chúng ta nên bấm vào biểu tượng web only, only web colors. Lúc này tất cả các cái màu mà mọi người chọn ở trên cái bảng này đều là màu an toàn. An toàn nghĩa là gì? Là cái màu sắc chọn ở ô an toàn này thì ở trên mọi trình duyệt, ví dụ như Chrome, Firefox, Safari, Opera hoặc IE, thì cái màu sắc này nó đều giống nhau và không thay đổi màu. Nhưng nếu mọi người không chọn bấm chọn đây mà muốn chọn màu này thì tôi đảm bảo cái màu này, một chấm than này lên web, tôi đảm bảo 100% trên Chrome hiển thị khác, trên Firefox hiển thị khác, trên Cốc hiển thị khác, IE hiển thị khác và Opera hiển thị khác. Cho nên những bạn làm học thiết kế web thì nên bấm vào Only Web Color, lúc này mọi người chọn thoải mái đi, đây là màu an toàn, nhớ đây là màu an toàn dành cho mục đích hiển thị nhưng dành riêng cho thiết kế web. Bạn nào mà chuyên vào Photoshop thiết kế giao diện web thì nhớ cho thầy chọn cái màu này để giao diện website của mình được an toàn, chưa? Còn in ấn thì nhớ dấu chấm than này, nhớ. Như vậy đó là thầy vừa đi qua sâu một chút nhờ, thì mọi người xem qua thì cái dấu chấm than này nhờ có cảnh báo nhờ đang chọn, và nếu chấm than thì nằm ngoài giải màu in ấn, và cái biểu tượng này là màu được thay thế bằng nằm ngược được màu thế bởi cái màu trên và nằm trong giải màu in ấn an toàn, được chưa? Và riêng đối với thiết kế web thì mọi người nên tích vào ô Only Web Colors để cái màu chọn này nằm trong cái web shape nhá, và không bị sai lệch màu trong việc. Thì đây là một lưu ý rất quan trọng nhớ, dành cho hai mục đích, cho website và in ấn, được chưa? Rồi. Và hôm trước chúng ta đã đi qua cách nhân bản một pha thiết kế, đúng nhỉ? Giữ nguyên tất cả các layer, đúng nhỉ? Gốc, và giữ nguyên cái kích cỡ độ phân giải của file gốc, đúng chưa? Đấy. Ok. Và ta đã học qua cách sắp xếp các file thiết kế, đúng nhỉ? Trên cùng một cửa sổ. Và ngay chính nhất là gì ạ? Hai lệnh này đó là to up horizontal và to up vertical, đúng chưa? Rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp, đi tiếp theo thông qua các bài tập. Thì hôm trước chúng ta đã làm được bài như này. Khi trong folder buổi 2 thời gian về nhà các bạn làm ấy, đúng nhờ, thì thầy bảo xem trước, thì hôm nay chúng ta sẽ xem qua một cái bài như này. Đó là cái bài thứ 3. Nhờ, thì đầu vào bài thứ 3 này là thầy cho như này. Giờ yeah, thì sẽ mở cả file này vào trong Photoshop để mọi người nắm được cái tinh thần của bài này. Thì cái bài này dữ liệu đầu vào nó gồm có 4 file. Đây là file Lightning Final và hoàn chỉnh. Giờ thì có một cô bé này đầu vào thì là cho một cô gái đang hít hoa kích lợn. Giờ và hoa tulip và mặt trăng, khi cùng tôi phải ghép được đó thành một hot girl sống ảo, hít hoa tuyết lợn dưới ánh trăng, à nhầm, khi là tulip dưới ánh trăng, ta sẽ thay hoa tulip bằng hoa tuyết, à ta sẽ thay hoa tuyết lợn bằng hoa tulip. Tuy nhiên ở đây cái bài này là ta làm chưa đẹp lắm, và hôm nay thì cho mình làm lại cái bài này đẹp hơn nhá, bởi vì ở đây bài này màu sắc với cộng cái là chưa hợp lý nhá, và cái hoa tulip nó đang bị méo
chuyên nghiệp. Thì bài này tôi sẽ làm như sau. Chưa? Bước đầu tiên chúng ta sẽ phải nhân bản này. Là nhà tôi sẽ đưa file ra cuối cùng. Chưa? Và tôi sẽ nhân bản file này thành một file mới để chuẩn bị dữ liệu. Tôi vào menu image, đặt liên kết, nhờ đặt tên là cô gái hít hoa dưới trăng đi. Nhờ. Xong. Lúc này tôi đang cần đổ cái màu trắng vào trong layer background để xóa toàn bộ đi. Khi lúc này mọi người nhìn sang bên tay trái của cái công cụ thì màu trắng nó đang là màu hậu cảnh. Như vậy đắt là để quên chưa bật cái phần mềm đừng nhớ này, bạn đặt tính là 4 phút có luôn. Rồi. Hit luôn. Được chưa? Rồi, hit rồi. Thế thì lúc này cái màu trắng đang là màu hậu cảnh thì tôi phải giữ phím Ctrl và Backspace. Nhờ. Rồi. Chưa? Tưởng không chạy được. Được chưa? Thế thì lúc này tôi sẽ đổ trắng vào rồi thì tôi hoàn toàn có thể bắt đầu làm bài tập như sau. Đầu tiên tôi phải cắt được cô bé này sao. Thì đơn giản ta lại cho công cụ gì đây, W1 giờ quick selection tool, và tôi sẽ cho nó bút to lên, tôi tắt biệt kỳ đi, rồi to lên, và lúc này tôi sẽ đi từ từ nhá. Rồi tôi chọn điện từ lúc này các bạn sẽ bắt đầu chỉnh chu, càng bài tập về sau là các bạn sẽ bắt càng chỉnh chu. Rồi đi vào đây. Rồi đến hôm nay thầy bắt đầu lại đi vào kỹ thuật cao hơn một chút, đó là nhất thầy nói các em là nếu như công cụ W1 mà khi chọn cái bung nhà này tức là không thể được nữa thì ta chỉ sang L2. Nhưng hôm nay chúng ta gặp điều đặc biệt hơn. Trong hợp mà nó bung ra này, nhưng nếu như chúng ta cảm nhận bằng mắt thường mà vẫn nhận ra được cái độ tương phản giữa màu sắc của biên đối tượng với màu đen bên ngoài mà vẫn còn khá tốt, chúng ta hoàn toàn phải thử lại một cách. Chúng ta giữ phim an vì con trừ ổ cho chuột đi sát đường biên lại để kiểm chứng như vậy nó vẫn được. Nhớ, như vậy trường hợp đặc biệt là nếu cái cảm giác là đường biên vẫn còn thì đường phẳng vẫn còn tốt thì ta hoàn toàn có thể trừ và mình sẽ bám sát tại ba. Đặc biệt công cụ nó thông minh là khi nó đã trừ các cái vùng mà nó thì đã trừ rồi, nó sẽ nhớ và nó sẽ không bao giờ lấy lại nữa. Như vậy nó sẽ lấy cái phần này lại, thấy chưa? Như vậy nó sẽ không bung ngoài được nữa bởi vì cái phần ngoài nó bị trừ rồi, nó nhớ rồi. Khi tôi lấy lại nó sẽ không ngờ nó sẽ bị nữa. Ok chưa? Tiếp tục tôi sẽ đi sát cái đường biên này. Chưa? Luôn mở lại, giữ an, trừ, chưa? Chỗ này có to lên lấy thêm bởi vì đang thiếu. Chưa? Tôi đi sát. Càng bài tập về sau này tôi thấy yêu cầu các em càng phải chỉnh chu. Và chúng ta phải tập nhân nhiễn với nhóm công cụ ứng dụng này bởi vì buổi sau nó sẽ học sang công cụ Pentool, nó đặt sang một trang mới, nhớ, khó hơn. Rồi, tôi bút to lên. Rồi. Và tôi đi nhanh phần này. Rồi, tôi chọn nhanh phần này. Ok. Lúc này tôi để bút nhỏ lại. Tôi đi sát để lấy cái phần này. Rồi, tôi bút nhỏ lại. Tôi giữ an. Giữ an. Trừ. Nhớ lúc này
tôi thả an tôi đến lại một chút đấy, để cho nó không bị mất chi tiết nhớ, lúc này tôi giữ an tôi lại trừ lúc phần này một chút đấy, chỗ này phải lấy đúng không đấy. Xong đến đây tôi bắt đầu sang cái phần mặt của cô bé này thì tôi làm như này, tôi bấm nút vào giữa tôi đi, ok, lúc này tôi phóng to lên, tôi đang bị thiếu lông mày, lông mày rất nhỏ tôi bút nhỏ lại, tôi lấy phần lông mày chia lông mày bút nhỏ lại nó hết cỡ đi, và tôi giữ an tôi đi trừ ship ship ở đây. Dạ, đây là một chút. Vì vậy, tôi giữ ăn này nó bị khép này. Đấy, đây là một chút. Rồi. Và ở đây mọi người chú ý này. Ở đây cái phần này mọi người lấy không hết, bị mất một tí môi nó này như vậy. Cái môi này mọi người chú ý phải lấy hết phần môi này như thế. Tôi bút to lên một chút. Đấy. Và tôi đi ở phần môi này. Đấy. Giữ ăn tôi trừ một chút. Rồi. Tôi môi lấy lại yeah, lý rất chậm để các bạn xem thao tác ở đây các bạn vừa cần làm chưa yeah. Và đến đây tôi giữ an để tôi trừ cái phần hoa kích lợn nó bám vào cái cằm của bà này và tôi trừ cái cằm này đấy, đi từ tốn chưa yeah. Đến đây tôi sẽ chỉ lấy một phần tóc của cô gái này thôi chưa yeah. Và tôi giữ an tôi trừ đấy, tôi chỉ lấy phần này thôi. Rồi, thì bây giờ cái vấn đề như sau. Vấn đề nó xảy ra như thế này. Đó là bây giờ cái cằm cô gái nó đang bị rồi, bây giờ phần cằm cô gái này chưa? Nó đang bị che bởi cái hoa kích lợn. Và chúng ta phải phẫu thuật lại cằm cho cô gái nhờ, nếu không bị cằm gãy chéo này thì chúng ta sẽ đưa cô ấy vào thẩm mỹ đúng không nhờ, và chúng ta sẽ đi lại cằm làm sao cằm phải gì ấy? Phải villa anh kể. Thế thì nhớ lại buổi hôm trước chúng ta đã xây dựng lại cái đường biên của quả chuối, thì hôm nay chúng ta cũng xây lại đường biên của cằm cô gái đúng nhờ bằng công cụ L2. Như vậy ở đây chỗ này sẽ bị răng cưa đúng nhỉ, và tôi sẽ đi lại đường biên cô gái như thế này nhờ, và đây tôi bẻ sao cho được vi lại đây đúng nhỉ, thì tôi bấm phím L để chuyển công cụ gì đây L2, và lúc này tôi sẽ đi lùi vào trong để lấy được vi lại, tôi giữ phím an bấm trái trước vào đây nhờ, và mà tôi đi cho mọi người giữ phím an bấm trái trước vào đây. Như chuột thấy đang bị đơ sao nhỉ, giữ an này. Rồi, bấm trái trước vào đây. Đấy, nhưng mà tôi đi lại đường biên của cặp cô gái. Tôi đi khéo nhá. Nhìn chưa? Rồi, đến đây. Đến đây tôi đầu sao nhỉ, tôi lượn. Lượn, và các bạn lượn làm sao để nó đừng bị mất chi tiết. Đấy, lúc mà tôi đi đít, tôi lượn một chút cho đẹp này nhá. Đấy, đi kéo một chút. Vẫn chưa được lắm, tôi sẽ đi lại này, đi cái này. Đây tôi vừa lượn đi. Đúng nhờ. Đây tôi vừa lượn không được lắm, cái này đi. Đấy, nó ra khúc một chút. Rồi. Đấy ạ. Rồi, này tí đi, theo này tí. Dạ, thầy mày tay hơi run sao đi như vậy. Sợ đi tù nên phải đi hơi run nhỉ. Phải bị làm lại nhanh nhá. Rồi. Rồi, ok. Ok. Úi giời. Lúc này là thầy đang bị bấm nhanh, bấm cái nút chuột nhanh quá nhỉ. Thầy sẽ cắt xuyên xét lại, thầy sẽ làm lại nhanh nhá. Giữ A này, đi lại đường biên cô gái một cách nhanh chóng. Chắc là mai khi thầy đi mua chuột mới, chuột này bị rơi mấy lần đâm ra là bị chặt cái đầu nút. Ủa, bực mình quá nhở.
nó bị chậm cái đầu nút. Đi lại lần nữa sau khi các bạn hôm nay hơi chụp chọn thế. Đây là hơi bị gấp khúc, nên sẽ đi lại lần tí cho các bạn xem cái. Rồi đấy, ổn đấy, chưa? Và clip chuẩn, chưa? Và lúc này tôi đã đi lại phần cằm, đúng nhở? Được chưa? Nhờ, từ này tôi dừng cằm và được cái phần này. Và chỗ này khi thầy sẽ trừ nốt phần này để nhờ, bỏ phần tóc của đi nhỉ? Tôi lờ đi, à, tôi giữ an, lờ đi, giữ an tiếp. Tôi đi phần này xuống cho đẹp. Đấy. Rồi, lúc này tôi xếp 6.2 nhờ và V tôi đưa sang bên này và tôi được cô gái, thấy chưa? Lúc này cầm của tôi villa hit nhờ và tôi sẽ tắt cái này đi. Bây giờ tôi sẽ mặt trăng trước cho dễ nhá. Mặt trăng này đương nhiên là hình tròn, chuyện tôi sẽ dùng công cụ gì đấy và hệ ellipse. Thì lúc này tôi làm như sau, tôi bấm M và tôi bấm Shift M và tôi vẽ vùng chọn tự do ngẫu nhiên, sau đó tôi phải chuột và tôi sẽ chỉnh sửa vùng chọn này, nó phải khít vừa với gì ạ, mặt trăng. Phải chuột chọn transform session, đây chính là cách gì đấy chỉnh sửa vùng chọn sau khi đã vẽ. Bằng góc tôi phóng to lên và tôi kéo cạnh này sát với biên của quả mặt trăng này và nhà sát bên trên này, được chưa? Và cái hình này, cạnh này thì sát cạnh bên này của mặt trăng, chưa? Lúc này tôi sẽ không quan tâm đến nhiều chi tiết nữa, tôi còn sát đây là được. Không mà chuột phải là bị hâm đây là làm mà không được nghĩ ý lắm, nên bị xoay được. Đấy, bị xoay này. Để chỉ lần lại nhá, cho form session này. Rồi thì kéo ra đây. Mà chuột hơi lằng nhằng. Rồi. Rồi. Rồi, enter. Nhưng mà thầy CF6 ở 0.2 thầy V đi sang luôn. Và thầy được mặt trăng. Giờ mặt trăng có thể cắt hơi ẩu, nó hơi kẻ đi. Được chưa? Và thì đầu tiên luôn đây là mặt trăng. Nhờ. Còn chị này là hot girl. Để đấy. Và bây giờ tôi sẽ cắt tốt Catholic, đúng nhỉ? Tôi đã dùng W và hôm nay tôi phóng to mọi người xem. Hôm nay tôi sẽ dùng công cụ W1 để chọn toàn bộ hàng này. Cho tới đơ đơ đứng ngay. Hôm nay có vẻ ngày không tốt lắm nhỉ? Có thể quên thì không xét cái file và có thời gian nhưng không sao, ta làm lại đến hồi nhanh không sao cả. À hị ở trong Photoshop thì không biết ông cover có được không, chắc cũng không được. Và không đi cover được mà. Chúng ta sẽ làm lại cái này mấy hồi nhé. Rồi, thì sẽ làm nhanh. Giờ thao tác nhanh một chút. Bấm đơn chuột được không? Rồi. Đầu tiên thì sẽ nhân bản này. Giờ tập tư dết cô gái thì thích hoa đi. Đổ màu trắng vào cho em bày. Sau đó tôi bắt đầu đưa các dữ liệu sang. Và thì làm nhanh nhá, mọi người xem thao tác của mình như thế nào. Mà có vẻ máy nó không có ý mình lắm nhỉ. Rồi. Chọn nhanh. Rồi.
Rồi. Chữ an trừ. Rồi. Có ngay một chút, đi lại cái biên một chút, ngay một chút. Rồi. Một mẫu lại cái lấy nước viền. Rồi. Đi xuống đây, xuống đây, xuống đây. À, lông mày tô vút nhỏ lại. Rồi, giữ an. Rồi. Tiếp tục để lên. Tôi sẽ lấy lại phần môi một chút, không mất cái ít môi của em ấy. Rồi, con này. Chị ạ, giữ an một chút để không bị hỏng môi của em ấy. Rồi, tôi giữ an trừ cái phần hoa này. Đến đây, đến đây. Đến đây, và tôi sẽ lấy lại phần này của em ý. Nhờ, có lại của em ý và ít tóc chỗ này thôi. Còn mấy nhiều nữa. Và tôi xin được cầm L giữ an, bấm trái chuột và tôi đi lại cầm sâu xuống trong này một chút. Đấy, là chuột rẻ. Con chuột rẻ nó bị chập treo. Đây tôi sẽ làm cái này. Rồi tôi lượn. Lượn hơi gấp này. Rồi, quá đẹp. Rồi. Nhưng mà tôi sẽ sửa lại một chút, tôi giữ an ở đây. Tôi cho nó thẳng cái này xuống, không bị hơi buồn cười. Thế nhỉ? Rồi, xếp 6 phần 2. Về tôi đưa sang. Nhờ, đổi tiền luôn. Đâu vậy? Sao không có gì rồi. Hấp đơn. Được chưa? Cái cằm nó ngon, tôi xếp file luôn để tránh cái việc đắng lòng nhá. Set desktop, cái tầm này lúc này cũng bị đơ máy không sợ, thì chắc là thì dùng nó nhiều bây giờ. Rồi, mặt trăng tôi làm tiếp mặt trăng. Nhờ, tôi chọn nhanh mặt trăng. Shift M và chuột trong concession. Tôi chọn kỹ hơn một chút. Rồi. 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 Tôi giới thừa kệ nó nhé, chúng ta sẽ không lấy hết. Xếp 6.2 V và thì đưa sang bên này. Nhờ. Và thì có gì đây? Mặt trăng đi. Nhờ. Rồi, cùng theo clip thì như này, W F to lên. Lúc này thì sẽ làm như sau. Tôi bút to lên một chút. Thì hôm nay mọi người thì xem chỉ là đặc biệt của công cụ Quicksilver Tool. Tôi bấm kéo bình thường. Đấy, kéo từ bình thường, đi bình thường, đi bình thường, đi bình thường. Đấy, đến đây không bị hỏng. Đúng nhờ, như hôm trước là ta thua, ta dùng L2, nhưng mà ta thấy gì á? Ta nhìn bắt thường, nó vẫn phân biệt được. Tôi thử, tôi giữ an, tôi đi sát biên để tôi trừ đi phần này. Nhìn chưa? Quấy. Quấy. Chưa? Rồi. Nó sẽ nhớ những phần đã bỏ. Và tôi chỉ cần bỏ giữ an ra, tôi cộng lại đấy là bình thường. Đấy, phần này. Có con này lên, rồi tôi biên, tôi sẽ an, tôi trừ góc này, đấy, sau đó tôi lấy lại phần biên này, được chưa ạ? Nhịn luôn, diện phần này tôi bút nhỏ lại một chút, thứ an thì hảo góc này cho sắc cắt cạnh chút, đấy, chưa ạ? Sau tôi giữ an, tôi trừ, đi vào tôi trừ hết phần màu điểm màu đúng nhất, đen đi, đấy, từ từ ra đi, không đâu vội vàng cả.
thả ra rồi cộng to lên một chút, ta đi lại phần này để lấy đường biên cho nó gì ạ, tròn trịa, thấy chưa? Ta giữ an đi sát đường biên này để bỏ, mọi người thấy chưa? Đấy nhớ, tức là tôi bỏ hết phần này đi tinh đi để tôi để ngược, tôi sẽ lấy lại phần sau, thấy chưa? Rồi bây giờ tôi lại lấy tiếp nhớ, bỏ an ra và tôi lấy tiếp đi nhanh. Ôi, ôi, ôi. Chưa? Phần này đi nước để lấy phần hoa này. Chưa? Và cái phần này ổn rồi đấy. Nhờ. Và ở đây cái khe này tôi sẽ đi bôi cái phần này lên. Chưa? Đấy. Để đây nhá. Và tôi lấy phần này luôn. Hết phần luôn rồi tôi trừ sau có thể. Rồi. Lúc này tôi bình tĩnh nhờ, lấy này giữ an đi sát biên. Đấy, trừ biên đâu, trừ đấy. Đấy, đấy, đấy. Rồi, và tôi lấy phần này. Sau đó tôi phóng to lên. Với lại phần này hơi bị thiếu đúng nhờ. Đấy, rồi giữ an trừ đến phần này đi. Chị ạ, tôi giữ an trừ đi đâu còn chị ạ. Và tôi lấy lại phần này nó sẽ nhớ đã trừ đấy. Nhưng mà tôi phóng to lên và tôi trừ nốt vào con khe này đấy, làm chậm thôi cho các bạn nhìn thao tác. Rồi lúc này tôi đưa bút phải nhỏ và tôi trừ hai khe thế này, đưa bút nhỏ lại ra. Rồi thứ an được chưa? Và chúng ta đã chọn được cái hình này hoàn toàn bằng cụi gì đấy, đam đi một ngon chưa? Rồi xếp 6 nhờ 0.2 f f v và đưa sang bên này, xong ta có gì đấy, hoa tulip thì việc xong rồi ta sẽ tắt hoa tulip đi đúng nhỉ, và ta đặt hai cái file này cho chủ dọc nhầm các bạn rồi chưa. Thì giờ tôi sẽ ẩn hết đi. Thì đây ở cái bài bên cạnh này họ để một cái màu không phải màu đen 100% mà họ để một cái màu nó ghi đâm ra cái độ tương phản nó sao nhỉ, nó yếu lúc giờ nha được nhờ. Chuyện đây tôi sẽ đổ màu đen vào background. Thì đây tôi cần màu đen thì tôi sẽ phải trả về gì nhỉ, hai màu định đen và trắng cho tình hộ cảnh. Thì tôi việc bấm phím D, bấm phím D thì lập tức màu đen nó sẽ trả về tình cảnh. Và lúc này để đổ đầy màu đen vào trong play background thì tôi bấm phím an backspace bởi vì nằm ô tình cảnh, như vậy an backspace nhớ đen tuyền. Lúc này tôi sẽ bật từng cái một cái góc led cô gái đặt ở đây chưa? Đấy, cô gái mình cắt nhờ xử lý tầm điểm ngon kể chưa. Rồi ở bên này là cắt nó còn cắt tất cả gì ấy, cắt tất cả mắt thấy chưa. Ở mình vẫn còn gì ấy, đủ phần này thấy chưa. Tiếp theo tôi đưa hoa tulip vào đây nhờ, tulip đang to cắt chân tê, tôi giữ ship kéo góc để đảm bảo tỷ lệ. Tôi đưa lên đây, có thể là người chân tê, giữ ship kéo góc, thả trái chuột trước, rồi giữ ship kéo góc đến đây. Lúc này để mặt logic thì tôi phải cho cái bông hoa thấp hơn sang bên để cho con nào được hit. Thì lúc này tôi phải lật bức ảnh theo chiều ngang, tôi phạt chuột và tôi chọn flip horizontal và tôi để ở đây nha, và để cho em nó hit. Đấy, rõ ràng là ảnh tôi bên này độ tương phản sao nhỉ, tốt hơn, hoa không bị méo. Cuối cùng đó là em mặt trăng, mặt trăng tôi đưa trên cùng, căng ship bằng vuông đóng, ta chun tê tôi giữ an ship và kéo góc để biến đổi thì là từ tâm yeah. Và tôi điều ở đây cho mọi người, ta chun tê này giữ an ship này, rồi tôi điều ở đây nhờ mặt trăng ở xa phải nhỏ một chút, tắt máy đi. Đó.
Đấy, hợp lý. Đúng chưa? Cao hơn một chút. Rồi. Như vậy, tôi đã hoàn thành xong cái mặt bố cục. Như vậy, so sánh giữa file mình với file bên kia, file mình đẹp hơn bởi vì file mình nó có độ tương phản tốt hơn. Và cằm của mình ghi lại nhờ, không mất chi tiết. Bây giờ chúng ta xét cả đã nhờ, chúng ta thấy là ở đây chúng ta đang thiếu một cái đó là cái hào quang của mặt trăng. Thế thì quay lại cái bài hôm trước, chúng ta sẽ xử lý mặt trăng là như thế nào, đúng nhờ? Thế thì ở buổi hôm trước chúng ta đã học một chút về kiến thức như thế này. Rồi, đó là ở trường hợp 3, đó là đặt feature lớn hơn 1 pixel để tạo đặc biệt. Thì hôm nay chúng ta sẽ xem là cái hào quang mặt trăng này tạo như nào. Nhớ, thì trong Photoshop để tạo hào quang mặt trăng chúng ta có rất nhiều cách. Nhưng mà chúng ta sẽ thử đi cách sơ sơ đầu tiên, đó là sử dụng cái việc làm mềm biên nhân lớn hơn 1. Nhớ, thì như thế này, thầy sẽ tạo một file mới để thử demo. Thì đây thì F cho to ra cho rộng nhớ. Thì các chữ N để tắt thước đi thì nó lẩm nhằng. Lúc này thì đổ màu đen vào background để có độ tương phản tốt. Được chưa? Thì bây giờ thầy sẽ nói vấn đề ở trước đã. Ở đây chúng ta ở file gốc chúng ta đang làm sẽ có 4 layer. Một là layer background chứa nền màu đen. Thứ hai là layer chứa cô gái hot girl. Thứ ba là hoa tulip. Và thứ tư là mặt trăng. Thì bây giờ chúng ta đang cần tạo cái hào quang của mặt trăng. Và thầy yêu cầu hào quang mặt trăng này, nó sau khi tạo xong, nó phải riêng biệt và có thể chỉnh sửa lại được. Chỉnh sửa mặt kích cỡ, màu sắc, vị trí, dù là mặt trăng đi đâu thì hào quang đi đấy, và thay đổi lại màu. Thì lúc này chúng ta phải tách biệt cái hào quang này ra một cái lớp riêng biệt. Nó không thể nào nằm chung với mặt trăng được, bởi vì nếu nằm chung mặt trăng thì chúng ta sẽ đổ đen. Ví dụ này, bởi vì nếu nằm chung mặt trăng thì khi chỉnh sửa mặt trăng hoặc chỉnh sửa vị trí giữa mặt trăng cả thì ấy, hào quang sẽ bị ra dính vào nhau, hoặc chúng ta muốn đổi màu hào quang thì mặt trăng cũng sẽ dính trưởng theo. Thì chính vì thế chúng ta phải tách biệt được cái hào quang này làm lớp riêng biệt, bởi vì cái phần mặt trăng này nó phải rõ nét và cái biên nó vẫn đang rõ nét, chỉ có hào quang tỏa ra bên thôi nhá. Thế thì ở trong Photoshop, khi chúng ta muốn tạo một đối tượng nào đó hoặc muốn tách một thành phần nào đó ra một layer riêng biệt thì mà chúng ta sẽ làm việc với một layer mới, đó là layer trong suốt nhá. Thì hôm nay chúng ta sẽ học về khái niệm một chút nhá, trong suốt như này. Rồi thì layer trong suốt các bạn sẽ tìm hiểu như này nhá. Thì bạn sẽ học đó là layer trong suốt, đó là transparent layer. Thế thì mục đích của việc này sao? Nhất ta sẽ tìm hiểu thế nào là transparent layer. Nhờ, transparent layer thực chất nó là một layer trắng. Nó giống như layer các bạn đã làm quen ở buổi thứ nhất, đó là raster layer. Tức là nó layer chứa tượng bình thường, nhưng chỉ khác là nó là một layer trắng được tạo ra với cái nền trong suốt. Nhờ, và mục đích của nó là được tạo ra để lưu trữ các cái đối tượng được tạo hoặc vẽ trong Photoshop. Được chưa? Về mặt cấu trúc, về mặt định nghĩa thì mặt cấu trúc nó vẫn là một layer thường, bởi vì nó chứa tượng bình thường, nhưng chỉ khác là nó không có nền, là trong suốt và nó chờ sẵn để khi chúng ta có tạo ra gì đó hoặc vẽ gì đó trong Photoshop thì nó sẽ lưu những cái đã tạo ra hoặc vẽ ra đó trên cái layer trắng này để tách biệt với các đối tượng khác nằm ở layer khác, tách biệt hoàn toàn, không dính vào nhau, để
lỡ có chỉnh sửa thì không bị ảnh hưởng đến thằng khác. Được chưa? Tiếp theo là ở trong Photoshop mà để tặng một layer trắng thì chúng ta sẽ có hai cách. Một là ta bấm tổ phím Ctrl Shift N. Nhớ, lúc này nó sẽ ra bảng New Layer, ví dụ demo. Hoặc cách thứ hai là chúng ta sẽ bấm vào cái biểu tượng Create a New Layer ở cuối bảng layer như trong hình vẽ. Chưa? Và cuối cùng đó là cái mục đích của layer trắng, đó là giúp tách rời riêng biệt các đối tượng ra từng layer. Được chưa? Chúng ta sẽ đi vào demo. Thì ở đây như đã nói, thầy đang cần một cái layer trắng trong suốt để chứa cái hào quang của mặt trăng, và cái lớp hào quang này nó phải nằm dưới cái hình mặt trăng để không bị đè lên mặt trăng, không bị lóa, không bị màu đè lên, bởi vì mặt trăng yêu cầu phải có sắc nét, đừng có sắc nét, được chưa? Như vậy tôi đang cần phải tạo layer trắng. Khi trong Photoshop để tạo layer trắng ta có hai cách. Một là bấm tổ phím Ctrl Shift N. Lúc mà ra bảng New Layer thì nó cho phép mình đặt tên cho layer trắng này ở ô Name. Đặt tên ví dụ như là hào quang mặt trăng. Được chưa? Và rất đặc biệt, khi các bạn bấm OK thì điều xảy ra là sẽ có một layer trắng mang tên là hào quang mặt trăng. Và vị trí nằm ở đâu? Là layer trắng sẽ được nằm ngay phía trên của layer hiện hành đang được chọn. Ở đây, trước khi hiện tại layer mặt được tạo layer trắng thì thầy đang chọn layer mặt trăng đây. Nó highlight cái mặt trăng này lên, thì lập tức khi tạo layer trắng xong, layer trắng này sẽ nằm ngay phía trên layer mặt trăng đang được chọn. Thì bấm OK và mình xem thử. Đấy, nằm phía trên. Được chưa? Để thầy xóa delete này. Và sử dụng việc chọn hoa tulip đi. Được chưa? Thì layer đang được chọn là hoa tulip. Bây giờ bấm vào xuống căn Shift N, đặt tên là hào quang mặt trăng. Thì lúc này có phải là layer trắng tạo ra nó sẽ nằm ngay phía trên layer hoa tulip nhưng lại dưới mặt trăng, bởi vì layer hiện hành đang chọn là layer hoa tulip thì layer trắng chỉ nằm ngay phía trên là hoa tulip thôi. Bấm OK. Đấy, như vậy đúng yêu cầu là cái lớp chứa hoa quang mặt trăng phải nằm phía dưới mặt trăng và trên hoa tulip. Được chưa ạ? Như vậy mọi người nhớ, thầy hôm nay ta học thêm một layer mới, đó là layer transparent. Nhớ là layer trong suốt. Và để tạo layer này, một cách thứ hai là người ta bấm vào biểu tượng thì là create a new layer ở cuối bảng layer. Được chưa? Nhưng mà thường thì hay dùng cách tổ phím Ctrl Shift N nhiều hơn. Được chưa? Rồi, thế thì chúng ta sẽ quay lại vấn đề, đó là chúng ta tạo hào quang như thế nào. Thì ta sẽ lợi dụng cái việc đặt feather lớn hơn 1 để tạo ra hào quang xung quanh của nó. Thì ở đây tôi sẽ đi demo cái hiệu ứng như vậy. Thế thì đây thầy sẽ tạo ra 5 cái vòng tròn, 5 hình tròn khác nhau, và mỗi hình tròn này sẽ nằm trên một layer khác nhau riêng biệt, và mỗi vòng tròn này sẽ có độ mềm viên khác nhau và phải đổ màu vào. Như vậy thầy đang cần 5 hình tròn riêng biệt, vậy tôi phải tạo 5 layer trắng. Như vậy tôi bấm Ctrl Shift N, đây là tên là vòng tròn. Nhớ, mềm biên là không pixel, tức là không phải đặt mềm biên nào, bấm OK. Vậy lúc này layer trắng đã trở sáng trong suốt. Tôi chọn công cụ vẽ hình tròn, giữ Shift để vẽ hình tròn. Nhớ, giữ Shift vẽ hình tròn. Và để không bị méo, các bạn sẽ thả chuột trước khi thả Shift, thả chuột rồi thả Shift. Nhớ, lúc này tôi sẽ chọn một cái màu hào quang dễ nhìn, đó là màu vàng này đi. Được chưa? Thì lúc này thầy không hề đặt feather, và bây giờ thầy muốn đổ cái màu vàng này vào bên trong vùng chọn, nhưng là phải trên layer trắng. Thì như vậy ở đây mọi người nhớ, khi mọi người muốn đổ một cái màu nào đó vào trong một vùng chọn nào đó, nhớ, thì mọi người nhớ phải chọn đúng cái layer mà mình cần đổ. Nếu mọi người chọn nhầm các layer background này thì nó sẽ đổ màu vàng cái background mất. Lúc này thì màu vàng và hình tròn màu vàng sẽ nằm trên cái background, và chúng ta sẽ không thể di chuyển được cái hình tròn màu vàng này ra vị trí khác, bởi lẽ hình tròn màu vàng này nằm
cùng một lớp với lion background, đúng nhỉ? Chúng ta đang muốn riêng biệt, nhưng chúng ta đã đặt layer trắng rồi, cho nên phải chọn layer trắng. Thấy chưa? Phải chọn đúng layer trắng. Bây giờ thì việc đổ màu vàng vào trong vùng chọn không thiết giờ. Như vậy, màu vàng nằm ở ô tiền cảnh, tôi bấm an backspace, cắt cho đêm để chọn. Thì lúc này tôi đã có được hình tròn riêng biệt bởi vì nó nằm trên vía layer trắng. Mọi người thấy chưa? Thấy chưa? Rồi. Bây giờ tôi tạo đây trang thứ hai, trang signal, đó là vòng tròn 2 pixel, tuyệt độ miền biên 2 pixel. Tôi vẽ hình tròn mới đây đi. Được chưa? Và tôi đặt siết 6 2 pixel. Đúng chưa? Miền biên. Lúc này khi các bạn đổ màu vàng vào, mọi người phải nhớ chọn đúng layer là vòng tròn 2 pixel, chứ đừng chọn layer vòng tròn không pixel, sẽ đổ hai thằng vào một. Như vậy kiểm tra chọn đúng layer chưa? Rồi, màu vàng tiền cảnh vậy an backspace. Đây là vòng tròn đổi biên 2 pixel như thế ạ, phóng to như thế này. Là thằng biển biên đã bị đấy, đã bị mờ nhòe hơn, làm nhòe biên được đặt lớn hơn tiếp. Tăng sinh nở để tặng layer khác vòng tròn 5 pixel. Và tôi vẽ vòng tròn tiếp theo. Được chưa? Tôi đã xếp sao đặt đường biên là 5 pixel. Trước khi đổ vào mà tôi kiểm tra sẽ đúng layer vòng tròn 5 pixel chưa? À, chọn đúng rồi. Như vậy an backspace. Nhờ. Tôi đã tạo tiếp CN vòng tròn 10 pixel. Tôi vẽ tròn nữa ở đây. Và tôi đổ màu vàng vào vòng tròn và vòng tròn hình tròn đơn biên là 10 pixel ở trên layer vòng tròn 10 pixel. Tạo sao chưa đặt? Bây giờ đúng giờ xếp 6 10 Apex Bay. Nhìn chưa? Và cuối cùng tôi tạo một vòng tròn lớn đi. Vòng tròn 30 pixel. Được chưa? Vẽ hình tròn xếp 6 và 30 pixel. Chưa? Có làm nhỏe biên thì và an backspace. Mọi người thấy chưa ạ? Và đây, kính thưa mọi người, nhờ độ mềm biên mà đặt lớn hơn 1 nó sẽ tạo ra hiệu ứng như này. Và đây có phải là hào quang mặt trăng không? Nhờ, chính hẳn. Đây là 0 pixel thì sắc nét 1 pixel mờ 1 thì nhờ 5, 10 và 30. Được chưa ạ? Như vậy rõ ràng là đặt filter mà lớn thì nó tạo ra ứng ra nhờ làm nhòe, làm mờ biên. Được chưa? Và tạo sự hòa trộn êm, chuyển sắc êm, đúng nhờ. Này, khi quay lại cái bài chúng ta mặt trăng ở đây thì rõ ràng chúng ta phải áp dụng gì nhờ cái kỹ thuật đặt độ biên lớn để tạo hào quang mặt trăng. Thế giờ viết bài toán này, chúng ta đã có một layer trắng chờ trước mang tên là hào quang mặt trăng nằm ngay phía dưới layer mặt trăng để chờ sẵn chứa cái hào quang mặt trăng. Thế bây giờ việc còn lại, chúng ta đang cần lấy lại cái vùng chọn của hình mặt trăng. Ở đây mặt trăng hình tròn thì các bạn có thể vẽ lại bằng hình tròn này được, ví dụ ngồi đấy căn chỉnh vẽ lại thì nó còn đỡ mất thời gian. Nhưng giả sử bây giờ mà tôi muốn làm hào quang cho cái hoa tulip, hoặc tôi muốn làm hào quang cho cô gái này, thì cái việc mà các bạn ngồi vẽ lại cái vùng chọn này ấy, nó cực kỳ mất thời gian và nó không chính xác. Thế thì trong Photoshop hôm nay thì muốn bàn với các bạn một kỹ thuật mới, đó là kỹ thuật lấy lại cái vùng chọn của các cái đối tượng đã được cắt nhớ. Thì chúng ta sẽ đi phần lý thuyết trước và sẽ demo sau. Thế thì hôm nay thì sẽ dạy kem cách lấy lại vùng chọn. Được chưa? Thì ta sẽ đi như sau. Thứ nhất, để lấy lại vùng chọn của đối tượng đã được cắt thì cực kỳ đơn giản, mọi người nhớ thầy. Chúng ta chỉ việc giữ phím Ctrl, sau đó bấm trái chuột vào cái biểu tượng của layer chứa đối tượng đó. Hôm trước các bạn đã dạy cho các bạn là cấu tạo layer có 3 thành phần. Một là biểu tượng các mắt để bật tắt hiển thị layer đó trên gì ấy, bản thiết kế. Cái thứ hai
chính là biểu tượng của layer, được chưa? Và thứ ba là tên layer, thì hôm nay cái biểu tượng này đã được dùng. Thế thì tôi muốn lấy lại cái vùng chọn của mặt trăng gốc. Thì tôi chỉ việc giữ phím Ctrl này và bấm trái chuột vào cái biểu tượng của layer chứa hình mặt trăng, được chưa? Và khi lên vùng chọn này nó xảy ra cái điều gì thì mọi người chú ý thầy là kỹ thuật lên vùng chọn này nó có một điều kiện đặc biệt, đó là vùng chọn xoay lại lấy lại nó sẽ giữ nguyên cái độ mềm biên gốc đặt ban đầu, được chưa? Tôi sẽ demo cho các bạn hai cái phần này trước nhớ. Rồi thầy quay lại cái phần này, thì có phải bây giờ thầy đang có 5 layer để xếp nhá, Ctrl nhỏ lên chuột này xếp vào hình này, cầm với nhau. Rồi Ctrl bên trái chuột chọn ngôn này xếp vào đây, chuột chưa xếp vào đây, xếp vào đây, rồi chuột xếp vào đây, được chưa? Bây giờ thầy sẽ tạo một layer trắng để thầy test thử xem là cái việc lấy lại vùng chọn này có đúng hay không. Thầy Ctrl Shift N thì tạo là gì đấy, test lấy lại vùng chọn, được chưa? Lấy lại vùng chọn. Thì bây giờ thầy đang muốn lấy lại cái vùng chọn của cái vòng tròn mà có độ mềm biên là 0 pixel. Thì bạn thấy các bạn làm này, thầy giữ phím Ctrl, thầy bấm vào biểu tượng của cái layer chứa vòng tròn là mềm biên 0 pixel, bấm trái chuột và phát lập tức cái vùng chọn đã được lấy lại, bạn thấy không? Và bây giờ thầy sẽ di chuyển cái vùng chọn này ra vị trí mới nhá, và thầy thử đổ màu vào luôn để kiểm chứng xem là khi lại vùng chọn này nó có giữ nguyên được cái độ bình viên khác không. Thế thì mọi người nhớ để thao tác với vùng chọn bao gồm chỉnh sửa di chuyển thì bắt buộc phải chuyển về một trong các công cụ tạo vùng chọn. Ở đây công cụ như Move Tool ta không di chuyển đâu này, không di chuyển ở đâu mà báo ngay, đúng nhỉ? Và với công cụ Move Tool đối tượng làm việc là layer không phải vùng chọn, thì bấm cái M sau bấm chuột tôi di chuyển vùng chọn ra vị trí bất kỳ. Bây giờ tôi sẽ chọn một màu khác, đổ vào màu xanh đi. Lúc này là thầy không hề đặt filter nhá. Và lúc mà trước khi đổ màu xanh này hơi xỉn, màu khác để cho nó có độ tương phản cao hồng đi. Thì bây giờ tôi trước khi đổ màu gường này vào vùng chọn này, thì tôi kiểm tra đã đúng ở trên layer gì đấy, test lấy lại vùng chọn chưa? À rồi. Bây giờ tôi an Backspace, thấy chưa? Rõ ràng là nó bởi vì cái vùng chọn của cái vòng tròn mềm biên không pixel này nó không một đặt mềm biên, cho nên khi lấy lại nó vẫn giữ nguyên sắc nét, thấy chưa? Bây giờ tôi ra render, tôi test vùng chọn của vòng tròn 10 pixel đi. Như vậy thời gian phải lấy lại cái vùng chọn của hình tròn mềm biên 10 pixel. Tôi giữ phím Ctrl. Các bạn chú ý này, khi các bạn lấy lại vùng chọn của đối tượng, các bạn sẽ không quan tâm là mình đang đứng ở layer nào, không quan tâm. Giữ phím Ctrl, bấm vào biểu tượng của layer chứa hình tròn 10 pixel, đây biểu tượng này, bấm trái chuột phát lên sóng ngay, thấy chưa? Nó lên ngay hình chọn của đúng cái vị trí của vòng tròn 10 pixel. Bây giờ tôi lại phải di chuyển gì đấy, hình tròn này ra vị trí mới để không trùng bằng kia. Như vậy để di chuyển vùng chọn, bấm phím M thì ở đây. Và trước khi đổ màu gường này vào đây, tôi kiểm tra xem đã chọn đúng layer, test vùng chọn vòng tròn 10 pixel chưa. À chọn đúng rồi, nếu không nó sẽ đổi nhầm sang vùng chọn gì và layer khác. Chuyển đổi cho an Backspace, rõ ràng là thầy không hề đặt mềm biên nhé. An Backspace, bạn thấy không, nó giữ nguyên cái độ mềm biên gốc ban đầu. Cuối cùng thì test cuối cùng đó là vòng tròn 30 pixel. Giữ phím Ctrl, bấm vào biểu tượng của layer chứa vòng tròn 30 pixel, nhớ chưa? Bấm phím M chuyển sang vị trí mới. Trước đổ màu gương vào vòng tròn này, kiểm tra đúng layer vòng tròn 30 chưa? Đúng rồi thì an Backspace, không chưa? Như vậy thì vừa trình bày qua cái kỹ thuật lấy lại vùng chọn
của đối tượng đã được cắt hoặc được tạo. Và nhớ, vùng chọn được lấy lại sẽ giữ nguyên cái độ mềm bên gốc ban đầu. Bây giờ quay lại bài toán của chúng ta. Thì thầy sẽ xóa cái hào quang mặt trăng này đi và thầy sẽ nói cho bạn ba bước chuẩn. Thì để tạo cho hào quang mặt trăng thì mọi người sẽ phải có ba bước. Bước thứ nhất là hào quang mặt trăng cần phải được chứa trên một layer riêng biệt. Như vậy tôi cần tạo một layer trắng. Như vậy tôi sẽ chọn hoa tulip là layer mặc định ngăn chọn, để khi tôi tạo layer trắng nó sẽ nằm trên hoa tulip nhưng lại dưới mặt trăng, để lỡ mất công tôi phải di chuyển ở dưới. Như vậy tôi chọn hoa tulip, và để tạo layer trắng tôi bấm Ctrl Shift N, làm tên là hào quang mặt trăng, Enter. Và bây giờ tôi đã có layer trắng để chờ sẵn chứa hào quang mặt trăng rồi. Nhưng để đủ để tạo được hào quang mặt trăng hình tròn thì tôi cần lấy lại vùng chọn của mặt trăng. Vì vậy tôi giữ phím Ctrl và bấm vào biểu tượng của layer chứa hình mặt trăng. Thì Ctrl này, bấm vào biểu tượng layer mặt trăng. Xong thì hào quang này chắc là lớn. Nhớ, tôi sẽ đặt lớn, vì sẽ lớn lên, xếp 6, tôi cho 15 đi. Bởi vì ảnh với chất lượng kém mà khổ nhỏ cho nên là 15. Hoặc các bạn có thể đặt thử, không thử ra sẽ thử lại, các chuyên gia nhắc lại thì bấm OK. Như vậy, bước thứ hai tôi đã lấy lại vùng chọn rồi, tôi đặt được phía giờ rồi. Giờ bước thứ ba, tôi pha màu hào quang. Tôi sẽ pha màu tiền cảnh hoặc hậu cảnh với các bạn. Tôi pha màu hậu tiền cảnh đi. Hào quang tôi sẽ màu vàng, tôi cho màu hơi nhạt một chút. Đấy, tôi chọn vàng nhạt. Đấy, lúc này tôi chọn màu vàng nhạt thì đấy. OK, vàng nhạt. Và bây giờ, trước khi thầy đổ cái màu vàng nhạt này vào cái vùng chọn hình tròn có độ mềm biên là 15 pixel thì tôi phải kiểm tra xem đã chọn đúng layer là layer trắng hào quang mặt trăng chưa. À đúng rồi, tôi phải chỉnh đổ an tách bay. Và thưa các bạn, chúng ta tạo xong được cái hào quang mặt trăng. Rõ ràng lúc này mặt trăng là ở lớp trên và hào quang ở lớp dưới, cho đến cái phần biên này sao nhỉ, nó còn rõ nét. Chứ nếu mà hào quang ở bên trên này thì rõ ràng là không được. Hào quang ở bên trên này thì sẽ bị gì đấy, đè lên mặt trăng và mất chi tiết. Hào quang ở lớp dưới bởi vì yêu cầu gì đấy, cái bên này phải gì vẫn rõ nét. Được chưa? Thì các bạn thấy ơi, em muốn đổi màu hào quang, em muốn tăng cường hào quang là lớn lên được không ạ? Mũi. Thế bây giờ bài toán là đưa về thế này. Nhớ, thầy sẽ chọn hào quang mặt trăng này, hai lần chuyển xuống dưới một chút để cho có không gian nhìn thấy dễ rồi. Bây giờ thầy muốn đổi hào quang sang màu khác, ví dụ như nhật thực mặt trời đỏ đi. Và muốn hào quang này kích cỡ phải lớn lên, tăng cường mạnh lên. Thì bài toán như vậy thế này. Lúc này chúng ta đã có một layer chứa hào quang sẵn rồi, chúng ta sẽ không cần phải tạo thêm layer mới nữa. Phần ta sẽ vẫn tạo hào quang trên chính layer gốc. Thì bây giờ này, chúng ta chỉ việc lấy lại cái vùng chọn của cái hào quang đã được tạo. Được chưa? Thì ta việc giữ phím Ctrl và bấm trái chuột vào biểu tượng của layer chứa hào quang lên. Thì lúc này, nhớ lại thì bị giận. Lúc này cái vùng chọn này nó được ấn định với cái hào với độ mềm biên là 15 pixel. Do khi lại vùng chọn nó sẽ giữ nguyên độ mềm biên gốc. Bây giờ tôi tăng cường thì chơi việc CF6 đặt thêm cho nó gọi như là 10 pixel đi. Thì tôi cộng thêm 10 pixel vào cái gốc là 15 là 25 pixel. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ chọn màu đỏ, hào quang bỏ nhớ. Vì nó là kiểu là nhật thực đấy, nó phải đỏ này thôi hả? Và tôi đổ đè lên an back bay. Mình nhìn chưa? Hào quang lớn hơn. Các bạn muốn đậm hơn các bạn đổ hai lần an back bay, mỗi lần đổ phải cộng thêm, cộng thêm, cộng thêm. Được chưa? Như vậy rõ ràng là mặt trăng và hào quang tách riêng biệt. Để lỡ làm sao xếp file rồi tắt đi ngủ, hôm sau khách hàng đến xem bảo khách hàng bảo tôi không nghĩ, tôi không thích sáng tạo, các anh bỏ hào quang đi. Thế mày có một gì gì ấy, xóa hào quang, đúng chưa? Cho nên các bạn làm việc thực tế, các bạn phải nhớ thầy là đến tính trường hợp mà khi làm thực tế khách hàng nó có thể thay đổi.
Nếu các bạn làm cho mình không sao, như làm cho khách hàng ấy, thì cái việc khách hàng thay đổi là chuyện rất bình thường, thay đổi liên tục luôn. Nhớ, thế thì ta phải phòng ngừa trường hợp đấy, tách riêng biệt ra, đúng chưa? Nếu không tách riêng biệt mà mọi người đổ chung vào thì gì ạ? Vay gốc thì chết. Ví dụ như này, ví dụ nhá, thầy trò mình không thèm tạo vay trắng mà ta tạo hảo quang ngay trên lớp chính thì dính trưởng ngay. Ví dụ như này, tôi sẽ phim căn trôn và bấm vào biểu tượng vay mặt trăng để lấy lại gì đấy, vùng chọn gốc. Tôi không thèm tạo vay trắng bởi vì tôi không muốn tách rời hảo quang với cả mặt trăng. Vậy tôi đặt phi giờ luôn, tiếp 6, 20. Và tôi chọn cái màu vàng nhạt. Được chưa? Lúc mà chọn Ambex Bay thì có phải lúc này nó sẽ đổ cái màu vàng này vào cái vùng chọn hình tròn. Với độ mình biên là 20 pixel nằm trên chính là gốc. Được chưa? Ăn đòn ngay. Nhất là mặt trăng bị hình tròn nó đổ vào, nó đổ và mờ hết cả chi tiết, và lúc này mặt trăng và hào quang lên cùng một lớp, và lúc này mà xếp pha vào rồi nó tắt đi thì không tăng chân rét được, và lúc này khách hàng mà thay đổi mà muốn bỏ thì đấy, hào quang thì nó không bỏ được, lại phải ngồi mở mặt trăng ra cắt lại, đúng nhỉ? Thế cho nên chúng ta làm việc, chúng ta phải nhớ tách rời các đối tượng ra thành các layer riêng biệt để tiện chỉnh sửa nhá. Thì rõ ràng cứ liên quan đến gì mà cách rời riêng biệt thì phải nhớ thầy là layer trắng. Thì tương tự như tôi lại muốn tạo hào quang, là tôi làm lại này nhé, tôi sẽ đổ màu vàng thôi. Các bạn mọi người chọn nhầm layer, dạ. Rồi này đi, chưa. Bây giờ tôi lại muốn tạo hào quang màu hồng nhạt cho hoa tulip, thì tôi lại làm lại bước đầu tiên. Nhờ, tôi chọn hot hơn căn ship n hào quang hoa tulip. Bước thứ hai, lấy lại vùng chọn hoa tulip, giữ phím căn trô bấm biểu tượng hoa tulip. Nhờ, xếp 6 đoạn thẳng 25 đi. Lúc này tôi sẽ chọn cái màu giống màu hoa tulip. Thì lúc này chúng ta sử dụng bảng color picker cực kỳ dễ như sau. Bấm nhấn chuột vào bảng và màu ô màu thì cài hoặc cài bất kỳ. Thế thì để muốn chọn cái màu từ bức ảnh có sẵn bên ngoài, chúng ta thể việc đưa con chọn chuột ra phía ngoài bảng color picker, lập tức nó hiển thị ra hình cái gì ạ, ống hút. Ta chỉ việc đưa đến thì vị trí ta cần lấy mã màu, bấm trái chuột đây, và mình sẽ lấy màu nhạt sáng hơn, hào quang mà sáng hơn một chút và màu kề. Và lúc này trước khi đổ hào quang này vào thì thầy kiểm tra xem đúng layer chưa. À đúng rồi, vậy an bạch bày được chưa. Và cùng tôi làm nốt hào quang của con quả này. Như vậy tôi chọn lại bên vào bởi vì tôi tạo lên trắng sẽ nằm trên ta xin nờ hào quang cô gái, từ các chuột bật các chuột đấy lại để tôi chọn cô gái. Xếp 6 30 có hị nhờ. Và tôi lấy màu da cô gái trên một lần, đấy. Và trước khi đổ vào màu vùng chọn, tôi kiểm tra đúng layer chưa. À đúng rồi, a bạch bảy, được chưa. Thì qua cái bài rất đơn giản và nhẹ nhàng thôi, chúng ta đã tìm hiểu được các kỹ thuật mới ngày hôm nay, đó là cách tạo layer trắng nhờ tách riêng biệt, cách lấy lại vùng chọn và kỹ thuật đặt phê giờ lớn để tạo hiệu ứng. Chưa? Ok, bây giờ xóa đi, trả về gốc ban đầu. Nhá. Đây là hào quang mặt trăng. Sử dụng biểu tượng. Nhá, CF6 để cho 25 thôi. Nhá, để chọn cái màu vàng nhạt. Rồi, và an bật bảy. Xong. Và thầy xếp phải, được chưa? Như vậy thầy đã xong để mô xong cái bài này. Tiếp theo ta có bài này, bài 5, bài cô dâu này. Thì bài này hôm nay chúng ta tập trung rất là chi tiết vào cái phần feature này tạo hiệu ứng, bởi vì vài nữa thôi chúng ta học đến layer style. Thì trong layer style chúng ta cũng tạo được hào quang
nhưng hào quang trong lifestyle nó sẽ khác với hào quang của Fizer. Bởi vì hào quang của Fizer chúng ta có thể biến tấu theo hình dạng bất kỳ, có thể biến tấu theo phối cảnh, nhưng hào quang ở trong lifestyle thì không biến tấu được theo phối cảnh, thậm chí không biến tấu được theo hình dạng bất kỳ. Được chưa? Thì lúc đó mọi người phải nhớ đến cách tạo hào quang bằng tay. Được chưa? Thì bạn cô dâu như thế này, đầu vào chúng ta có như sau. Đầu vào sẽ có một bức ảnh là hoa hồng và bức ảnh là cô dâu, và cùng cho hòa trộn như này. Được chưa? Thì đây là cái kiểu hòa trộn nó rất hay gặp trên mạng và những năm ngày xưa và những thời kỳ mà Photoshop gọi là mới thịnh hành, cách đây được chục năm thì hiệu ứng này nó gọi hiệu ứng ra phổ thông. Thế thì làm cái này như thế nào? Thì chúng ta thích bài toán như sau. Nhất, chúng ta phải nhân bản. Phải có dầu là make image, duplicate là cô dâu của ngày hôm qua. Thì bài toán như này, ở đây cái màu nền mặc định của các thiết kế này nó không phải là màu trắng nữa mà là màu vàng cam. Như vậy tôi cần màu vàng cam để đổ vào lại background. Như vậy chúng ta lại nhớ đến bảng gì đấy, color picker, bấm chuột vào màu tiền cảnh, đưa cho chúng ta phía ngoài bảng color picker để chọn lấy mã màu, bấm ok, cứ mà chỉ việc an backspace. Ok, vậy đã xong phần chuẩn bị. Ở đây chúng ta thấy rằng là bài này sẽ có 3 lớp. Lớp đầu tiên là cái lớp màu nền màu vàng cam. Cái lớp thứ hai là lớp hoa hồng được cách sang. Và lớp thứ ba chính là lớp cô dâu. Ở đây lớp hoa hồng, cho chú ý đến hình dạng của nó. Hình dạng hoa cách sang này được tạo bởi hình ellipse. Vậy chắc chắn nó không hề đưa cả ảnh này sang, mà sẽ tạo hình gì ellipse để chỉ đưa cái hoa hồng hình dạng ellipse sang rồi. Như vậy tôi chọn hình công cụ vẽ hình ellipse, đối với giữ vật kéo, lúc này tôi không thả chuột ra nhá, nhưng mà tôi giữ những cách để tôi di chuyển vòng tròn theo ý tôi muốn này đi. Rồi như vậy tôi đã tạo được cái vùng chọn hình ellipse của bông hoa hồng ưng ý. Thì để phân tích tiếp này, tôi để ý đến cái biên của cái hoa hồng này nó bị nhòe và mờ rất là ghê gớm, thì chắc chắn ở đây là đặt độ mềm biên lớn. Được chưa? Lúc đấy là ta đặt độ mềm biên và đổ màu, còn đây là tạo vùng chọn, đặt độ mềm biên lớn rồi cắt hình sang. Thì đây chính là kỹ thuật đặt mềm biên. Ví dụ tôi xếp 6, đặt biên lớn lên như là 50 đi. Được chưa? 50. Rồi V. Thế thì hôm nay thì dạy em cái mẹo này. Khi V em kéo cái hoa này sang hôm này, nhìn thấy kéo này, tôi sẽ gọi kéo đưa sang đây. Rồi đây, khi em đưa sang đây, em thả chuột thì xảy ra điều gì? Thì khi một người thả chuột thì cái tâm của bức ảnh được đưa sang sẽ nằm đúng vào vị trí con chọn chuột. Nhìn nhá, nhìn chưa? Tâm bức ảnh đúng vị trí chọn chuột. Nhưng bây giờ thì muốn đưa hoa này sang bên này, nhưng khi muốn khi thả chuột nó nằm chính giữa bản thiết kế cơ. Thì có mẹo nhỏ này là bấm phím V, bấm giữ và kéo đưa sang file thiết kế này. Trước khi thả vào file này, các bạn giữ phím Shift. Nhớ, giữ phím Shift. Và các bạn mới thả chuột. Khi bạn giữ phím Shift và thả chuột, nó sẽ hiểu, nó sẽ thả cái layer này vào chính giữa bản thiết kế. Thả chuột này, giữ Shift thả chuột này, Shift này thả chuột. Bật. Xong. Chúng ta khỏi phải căn chỉnh. Được chưa? Bật phát ăn liền. Được chưa? Giữ Shift rồi thả chuột, nó sẽ thả đúng vào chính giữa bản thiết kế. Thế bây giờ nhìn nhớ, đó là cái độ mềm biên lớn nó sẽ tạo nên sự hòa trộn biên, chuyển êm này, chuyển êm từ màu cam xong gì đấy vào đến gì đấy hoa hồng.
nó cảm giác một hiệu ứng ra mềm mại và êm, chuyển màu êm, đúng chưa, êm êm hơn cả hình gốc bên này, được chưa, bình hàng đẹp hơn, bình hàng hịn hơn, giống kiểu ta, giống kiểu là chúng ta có hình là hình gì ấy, hoa hồng gốc, chúng ta phủ lớp gì ấy can lên trên, thì tôi đưa cô dâu sang tắt lưu kéo nhanh, đây tôi đút to lên một chút, giữ an trừ trừ, các bạn tôi chỉ lấy phần này thôi nhá, tôi giữ an trừ đấy, phần này lấy lại, phần này lấy hết. Ở đây có cái quan trắng, mà chú ý này, đây là quan trắng này, mọi người chú ý cái này, đấy, có quan trắng này, còn mất hết của em nó, đấy, quan trắng hết lại này, thấy chưa, thông minh không? Rồi, rồi, chỉ chút một chút, thì đây là ảnh các cách bình thường, nhập phía dưới bao nhiêu? 0.2 bởi vì chúng ta kéo xếp 6, 0.2 bởi vì đây là cắt bình thường, không trả ứng. V mà tôi đưa sang, tôi thả vào đây. Cái mà tôi tân thủ tắt các cái file đi rồi, nhớ. Và tôi xếp hai file theo chiều rộng. Rồi tôi đặt tên này, đây là hoa hồng, đây là cô dâu, được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ xem bài toán tiếp theo là như thế nào. Tôi lại đang muốn làm cho cô dâu này nó hòa trộn, nó ẩn hiện cảm giác cô dâu là ẩn hiện ở bên trong hoa hồng, hay nó khác là mọc từ hoa hồng ra, được chưa? Thế thì lại là kỹ thuật đặt đồng viên lớn hơn một, nhưng lúc này chúng ta lại không đổ màu, cũng không cắt đối tượng mà chúng ta xóa. Như vậy ta có đổ màu, đặt đồng viên lớn và đổ màu này, chúng ta có tạo vùng chọn, đặt đồng viên lớn rồi kéo sang theo ứng này. Bây giờ chúng ta sẽ tạo vùng chọn rồi xóa có đồng viên. Bây giờ tôi sẽ xác định xem là tôi đang định tạo vào chọn phần nào. Tôi làm thế này. Ở đây lúc này tôi sẽ chọn cụ L1. Vì sao? Bởi vì lúc này tôi sẽ tạo một, tôi muốn tạo một tròn, vùng tròn ngẫu nhiên mềm mại và tự do, cách tương quan. Khi làm này tôi bấm trái chuột, tôi đi nhẹ nhàng này. Đấy. Tự xác ở đây. Tôi sẽ đi qua cái phần mà tôi đang muốn gì đấy. Tạo đường biên. Và ở kỹ thuật tạo vùng tròn, đặt đường biên lớn để xóa các phần thừa đi và tạo sự hòa trộn, thì lúc này mọi người sẽ vẽ vùng tròn bao lấy cái phần mà chúng ta cần tạo ứng, nhưng bao rộng ra. Tại sao như vậy? Mọi người xem đây, nhìn thấy demo nhá. Nếu chúng ta bao rộng ra bị như này, chúng ta đang cần tạo vùng tròn mềm biên ở phần này. Để cho chúng ta bao như này thì cũng được gọi là bao chọn cái phần cần gì đấy, tạo hiệu ứng. Tôi xếp 6, tạo hiệu ứng 20 pixel đi. Thì lúc này các bạn đấy ạ, cần Z ạ, giả sử như thầy không tạo đường biên thì khi thầy xóa thì bị sắc nét như này, nó không tạo được gì đấy, hòa trộn. Tôi xóa, ví dụ là hòa trộn cơ, cần cho Z lại. Tôi xếp 6, đặt khoảng 20 pixel, 30 pixel đi. Thì bạn này, tôi bấm delete, tôi xóa. Thế ra lúc này tạo được đường biên, nhưng do đặt quá sát nên tôi phải delete mấy lần mới hết, mấy lần mới xong, thấy chưa? Và khi sao nhở, tôi không hết. Bởi lẽ vì sao? Bởi lẽ như thế này, khi chúng ta bao quanh đối tượng tạo hòa quang, tạo gì nhở, hòa trộn, ra bao rộng ra. Bởi lẽ em nhìn đây, thầy sẽ lấy một đen, màu đen là hộ cảnh, đổ vào. Bây giờ vẽ hình tròn, thầy xếp 6,
thì đặt là bao nhiêu cell thì đổ một cam vào trên layer trắng. Được chưa? Thì phải nhìn bạn ra là nhìn bảng này. Rõ ràng là cái đồng bình biên này nó chỉ tạo ở phần ngoài biên đối tượng thôi. Thế cho nên ở phần trong này từ đây trở vào là độ bình biên giảm dần, còn thì ra nhỉ là tăng mắc. Thì nếu như chúng ta vẽ vùng trọn mà không đủ rộng thì từ tâm bán kính này đến đây sẽ ngắn lại, hay nói khác là cái độ biến thiên giảm từ độ biến thiên max trở vào tâm của nó biến thiên nhanh hoặc ngắn. Thế thì như này, thế thì ở đây nếu mà các bạn đặt lớn này thì khi đặt biến thiên nó sẽ tâm nằm ở đây này, thì có phải ở phía ngoài đặt max không, và max thì cái vùng ảnh hưởng chỗ này này nó nằm ở đặt max cho nên sẽ ảnh hưởng lớn hơn. Còn nếu bạn chọn nhỏ quá thì từ đây vào đây nó vào bất tâm rồi, thì cái độ biến thiên hoặc cái vùng ảnh hưởng giữa độ biến thiên đến cái vùng chọn nó yếu đi và cái phạm vi ảnh hưởng nó nhỏ đi, cho nên nó sẽ không gì hiệu quả. Vẫn là CF6, vẫn là 30, mà tôi xóa sẽ khác lúc đấy. Vào đây khác hẳn chưa? Và tôi chỉ việc xóa hai lần nhờ sang đẹp. Được chưa? Rõ ràng là các bạn phải đặt ứng viên sang nhờ lớn hơn. Được chưa? Và khoanh vùng chọn sang nhờ phải lớn hơn một chút. Được chưa? Nhớ. Đấy thì là như vậy. Được chưa? Đấy. Ổn không? Đấy. Học lên các bạn hơi lớn, hơi quá vàng cái đợt này thôi. Để có bị ảnh hưởng đến phần tóc con này nhé, cắn này. Đấy. Lớn đấy. Rồi xếp 6 30 và delete. Đấy. Hai lần êm. Được chưa? Khi bạn êm rồi đấy, đẹp. Được chưa? Thì cô dâu ẩn hiện trong mặt tỉa trong bức ảnh. Như vậy rõ ràng là về mặt kiến thức thì độ bình biên là như vậy, nhưng áp dụng của nó thì là rất nhiều trường hợp, đúng nhỉ? Tạo hiệu ứng rồi tạo sự hòa trộn, lúc thì đổ màu, lúc thì cắt hình, lúc thì xóa, đúng nhỉ? Thế thì mọi người phải làm được cái điều này nó phải tốt. Chuyện làm được là tốt. Thì chưa? Rồi. Rồi, cho là mình bị mất mạng này nhỉ. Rồi, là tốt. Thì chưa? Rồi, nhá, thì nó như thế này. Được chưa? Thế thì bà cô dâu là như vậy. Được chưa? Rồi, bà cô dâu như vậy. Thì chúng ta sẽ sang bài tiếp theo. Đó là cái bài 4.
Rồi thì bạn tiếp theo buổi nay đó là sẽ làm cái bài này, đúng chưa? Thì cái bài này chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua phần text, nha, ta tập trung vào kỹ thuật mình biên thôi. Thì ta sẽ nhân bản cái file này ra làm hai file, menu make và duplicate, nhớ. Hot girl, nhớ cá heo đi. Đây tôi cần cái nền màu tím để đổ vào, để bấm vào màu tiền cảnh, nhớ, và chọc lấy màu tím và an display, chưa? Bây giờ tôi sẽ cắt các đối tượng này sang. Đầu tiên là cắt em cá heo W. Tôi giữ an, tôi trừ đi một chút. Rồi, giữ an trừ lại. Chỉnh chu một chút cho nó đẹp. Chưa? Ở đây tôi bị trừ phần này. Rồi, khi đã sát biên thì chúng ta bắt bước phần này. Rồi, CF6 0.2 V tôi đưa sang. Được chưa? Cá heo. Tiếp theo tôi nền này tôi đưa cả nền sang M, Shift M và tôi chọn sang. Chưa? Bởi vì đây là nền trên nó không cần đặt filter giờ về sang luôn cho mọi người về sang luôn. Rồi về sang luôn xong tôi chọn xúc sắc được CF6.2 về đưa sang và cũng có chọn là em này, em này chọn không phải thật là định răng cửa kinh lắm nhá, nhưng mà ta chấp nhận buổi đầu đại học đến viễn thôi. Ta chọn này nhanh đấy, hot girl nóng bỏng thì mọi người sẽ làm quen với ảnh chất lượng kém trước và sang ảnh chất lượng cao sau. Chất lượng cao thì bắt buộc người phải dùng cụ pen tool nhá, chứ không dùng bút gọn được. Dự an trừ. Rồi lấy tiếp. Dự an trừ. Chưa ạ, sẽ nhớ. Lấy tiếp, lấy hết đi. Rồi, lúc này tôi sẽ cho chuốt này. Tôi dự an và trừ cái phần này đi. Dự an trừ này đi. Chưa ạ, dự an trừ. Rồi, lúc này tôi sẽ phóng to lên và tôi sẽ tỉa top để giảm thiểu cái răng cưa đi. Chưa? Rồi. Rồi. Tôi giữ an, tôi trừ này đi. Giờ chữ đùi này răng cưa kinh quá, tôi L và tôi lại đường biên L2 đi. Giữ shift, bấm trái chuột đi lại biên. Nhờ đâu rồi tôi giữ ship cái mà tôi ta đi tôi giữ an trừ lấy đã này rồi tôi L tôi giữ ship đi lại đường biên để nó giảm thiểu cái răng cưa. Đấy. Trường hợp ảnh mà chất lượng kém ta xử lý được nó ngon, đúng nhỉ? Tiếp tục đây chuột đấy, chuột nó bị hâm hâm đấy. Đấy rồi đã bị người lại về bực bình, may con chuột nó không theo ý mình. Rồi rồi chị An trừ một chút. Tôi bút nhỏ lại.
rồi giữ an trừ bên trong. Rồi lúc này thì kể top này L, lúc này các bạn giữ shift hay là giữ an? Giờ shift thử nhá. Dạ, shift lấy thêm mà. Đấy, để ta giảm thiểu được cái răng cưa của nó đi. Để tôi giữ chữ này đi. Rồi, này, em. Nhá. Dạ, W, giữ an trừ cái này nốt đi. Rồi, lúc này tôi L, lấy dạng biên để lấy phần mông nó đẹp. Chưa ấy bọc xuống bọc xuống nó đẹp cái đấy. Rồi được chưa, như vậy ta đã chọn xong được em này nhờ CF6 0.2 về để đưa sang với lúc nãy thì cho mình quên thì nhờ phần này không sao, con Z lại nhớ phần này thì cho mình quên thì không hủy hay đi không sao. W này dự án trừ phần này đi, chuẩn chưa? Rồi nó bị chuột chuột đục mấy thế nhỉ. Rồi bây giờ tôi sẽ lấy phần này đi sau, giữ a trừ này đi nào. Rồi bây giờ tôi sẽ trừ này làm nào đơn giản, lấy vùng chọn L giữ a đúng nhá. Rồi xong đúng nhỉ, được chưa, hoàn thành chưa? Rồi phần này một chút này, đang bị thiếu phần này một chút này, W. Rồi, thế rồi. Nhá, chỉ chung rồi thôi. V, đưa sang. Xong. Và thôi tắt lại đi. Chưa? Thế giờ tôi làm sao? Tắt tên là gì đây? Hot girl. Đây sẽ là giờ, xúc sắc. Và nền cá heo nhớ. Thì tôi sẽ chỉnh này và nền cho phần dưới. Ở đây tôi nền căn từ đây đúng nhỉ, chỉnh này xong tắt chân tê. Lúc này tôi sẽ biến đổi tự do, không cần giữ shift bởi vì cách bằng nhau là được đấy, nhưng mà trong giữ shift để cho bốn cạnh nó bằng nhau và tôi enter xong rồi nền nhớ. Tôi sẽ bật cá heo lên. Cá heo lên vào đây. Nhờ. Thì cá heo lên thế ạ. Nó hòa trộn cảm giác như nhô dưới biển lên. Thì vẫn là kỹ thuật đặt đến biên và xóa phần hòa trộn. Ở đây đừng các bạn nào mà bị thích, bị cuồng. Bắt đầu nhiều bạn làm sai tư tưởng đúng thích nhỉ. Là bắt đầu ngồi nhân bản. Bao nhiêu? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xong rồi ngồi làm từng con một. Không làm thế. Chúng ta làm hòa trộn con to trước, xong nhân bản của con to chỉ cái gì cho nhỏ lại, bởi vì con to đã hòa trộn rồi thì con nhỏ không phải làm lại nữa, chứ không phải ngồi nhân bản thì 10 con đi làm con một nhá, không ai làm thế. Tôi lấy L1. Tại sao L1? Bởi vì L1 nó sẽ tạo ra đường cong ngẫu nhiên mà độ ra chân chu tốt hơn so với L2 sẽ gấp khúc. Thế tôi vẽ tự do à phần này đúng nhỉ, phần này vậy tôi sẽ hòa trộn như này, tôi đi như này. À, nó đi nhiều phết đấy, như vậy nó đi nha. Lớn lên một chút, dạ, xếp 6. Tôi thử là 10. Dạ, 10 hơi ít. Xếp 6 cho 20, 25 đi. Nhận đi đi. Đấy, êm hơn, thắt nữa đi. Được chưa, êm. Lúc này tôi chỉ việc đứng ở đây. Và để nhân bản tôi giữ an, tôi kéo trái chuột nhờ dạ cho xuống dưới các chân ngọc vuông mở đúng nhờ, các chân tê rồi giữ ship
Mọi người thấy chưa? Nó chuẩn là lên. Đấy. Chưa? Tức là giữ A nhân bản của ta xa cho lớp dưới. Ta chuẩn T nhờ. Xoay lại một chút. Ở đâu đó ta xa. Đúng nhờ. Đúng chưa? Ở đây thầy xóa hơi ấy, lớp ra nó bị mờ nhiều đúng không? Thầy sẽ làm lại cái này để cho khoảng chút tốt hơn nhá. L này. Như này đi. Như như này. Rồi. Xếp 6. Nhờ 25. Vậy một phát luôn. Được chưa? Thì nó còn giữ nguyên được chân tướng thế này. Nhớ. Thì tô này ở đây. Ở tô giữ an hàng ở đây. Phòng dưới. Các chân tê. Vị xếp. Nhờ. Nhỏ. To này. Đấy, bé to này. Chưa? Tôi chọn con này. Giữ an. Nhờ. Các chân tê. Con ở xa thì nhỏ. Đúng nhờ. Đó, con này hơi xuống chút. Đấy này. Được chưa? Giữ an. Con này lớp dưới. Các chân tê. Cho nhỏ lại một chút. Rồi. Chổng cái mỏ đây. Được chưa? Nhờ tương tự tôi nhân bản này sau này giữ an. Giữ an. Rồi cắt chân T. Phải chuột lật theo chiều ngang. Nhờ sang bên này. Giữ ship. Bên này. Nhờ rồi dầu mỏ lên. Chưa? Nhớ đi. Rồi. Rồi tôi giữ an. Nhân bản này cắt chân T. Tôi cho nó lấy nhào thế này. Chưa? Đấy. Giữ ship nhỏ lại một chút. Nhờ, có này. Được chưa? Rồi tôi giữ an. Giữ an cái này đi. Đấy là đây. Nhờ, cho lớp dưới. Các chân T. Xoay một chút. Đấy, đúng một kia. Chưa? Nhỏ đi một chút. Rồi. Nhờ, tôi giữ an con góc này đi. Cho lớp dưới. Chân T. Cho nhỏ lại một chút. Ở xa xa đâu đó. Chưa? Đây này nhá. Sau tôi cho cô gái lên. Nhờ, cô gái lên tôi bởi gì đây? Tôi đứng đây ra máu. Tôi đứng đây. Đây. Nhờ, tôi thích đứng đây nhá. Đấy, đứng đây là nó xịn. Được chưa? Tôi có thể điều chỉnh bằng phím tên lên xuống để từng pixel một. Đấy. Và giờ tôi sẽ cho cô này nó hơi mặt thật tí nhỉ. Cô này cô thi chương trình tìm kiếm tài năng nhỉ. Việt Nam Got Talent là cô ấy chơi được xuất sắc này nhá. Và các chân tê tôi giữ an xít nhỏ là được chưa? Và cô ấy như này, cô ấy lấy xuất sắc từ dưới biển đây được chưa? Thì cái phần đánh văn bản thì nó sẽ học buổi sau, buổi riêng buổi sau thì em bản nó sẽ học rất là kỹ về các thứ chỉnh sửa mọi cái rồi là chỉnh các thứ đấy thì hẳn bài riêng. Thì cái bài tập hôm nay mọi người thấy là 3 bài liền và chúng ta đi rất sâu về ứng dụng của Fraser. Dạ. Thế chúng ta đi phần nhỏ nhỏ nữa. Dạ. Thế thì như này. Rồi, chúng ta xong. Ta vừa đi qua xong được 3 bài nhờ. Xong được 3 cái bài bài tập của các folder buổi 2 nhờ. Thì đây về ngoài này có bài để xuất hành gì gì luôn chưa? Thì có bài này là 1 nhờ. Để pin gì yeah, rồi. Để xếp qua xếp này pin gì đâu hay là single file tiếp tục qua hít hòa thì anh trang dạ rồi. Thế thì chúng ta vừa đi qua 3 cái bài tập như này nhỉ. Thế thì thầy sẽ up lớp này cái folder bài tập ở buổi 5, 4, 5.
Wow. Mà hệ thống là không không lưu được bài. Chắc thì là không được sao. Mình là xem qua bài này là một trong chữ ách khách và cũng gửi email. Thế thì thầy có cái bài như thế này thì chúng ta sẽ đi một phần nhỏ trước nhá. Thì chúng ta sẽ đi tiếp kiến thức ngày hôm nay. Thì cái bài này là cái bài nó liên quan đến rất nhiều kiến thức. Một là nó liên quan đến kiến thức thiết lập cái độ trong suốt cho layer. Cái thứ hai là liên quan đến các cái lệnh biến đổi đối tượng nâng cao. Và cái thứ ba là liên quan đến một vấn đề rất là hot, mới và đặc tính rất hay dùng trong Photoshop, đó là đối tượng thông minh Smart Object. Thế thì chúng ta sẽ cùng đi một phần của bài này trong buổi hôm nay, còn lại chúng ta sẽ đi vào buổi hôm sau nhá. Thế thì bài này chúng ta rất là may mắn, chúng ta sẽ không cần phải tạo file mới nữa, bởi vì cái file thành phẩm với file đầu vào nó có chung ảnh nền là cái lọ có đựng bộ óc. Thế thì cái bài này tuy đơn giản này thôi nhưng mà nó chứa đựng được rất nhiều kiến thức trong đây. Thế thì ta sẽ phóng to lên để phân tích cái bài này. Thế thì cái bài này nó chỉ có mỗi cái nhãn thôi, nhưng cái nhãn này không hề đơn giản. Thế thì ta phân tích như sau. Về mặt cấu tạo, cái nhãn này nó cấu tạo bởi hai lớp. Một là cái lớp nền hình chữ nhật màu trắng mờ, có thể nhìn xuyên qua được, thấy các vân não ở đằng sau. Lớp thứ hai đó là lớp chứa cái nhãn tên là AppNormal. Và tôi thấy rằng là cả cái nhãn này lẫn cái tên nhãn được bẻ cong với độ cong giống nhau. Được chưa? Hay nói cách khác, sau bài này chúng ta có thể thiết kế một cái nhãn cho một cái bao bì hoặc một thùng với số lượng layer bất kỳ. Nhờ? Được chưa? Thế thì như thầy nói, nhãn được cấu tạo bởi hai lớp. Lớp nhất màu nền thì thầy đầu tiên để có được màu nền này, dựa vào có hai lớp riêng biệt chứa nền và chứa nhãn, thì đầu tiên chúng ta phải tạo một tay hơi trắng để chứa cái lớp nền trắng ra. Như vậy lúc chúng ta là shift n, ta tên là nền trắng chờ sẵn. Cái hình này chúng ta sẽ bẻ thẳng nó ra, chưa có cần bốn cong bộ, thì ta sẽ chọn hình chữ nhật và tôi tạo một cái chữ nhật nằm vị trí này. Được chưa? Tức vậy, và bây giờ tôi cần màu trắng mà tôi chưa có màu trắng, tôi bấm D để chạy đến đen trắng. Lúc này màu trắng là một màu hậu cảnh và tôi chỉ việc đổ màu trắng vào trong cái vùng chọn nhận này trên layer trắng nền trắng. Và bởi vì nhãn cạnh sắc nét cho nên không cần đặt filter, căn chuẩn bách bệnh xong. Tiếp giờ tôi xử lý cái phần mà nó phải nhìn xuyên qua được và nhìn thấy vân não ở trong. Thế thì ở đây nó liên quan đến cái kỹ thuật, đó là đặt cái độ trong suốt cho layer. Thế thì ở trong Photoshop, để đặt độ trong suốt layer thì chúng ta sẽ sử dụng đến cái thuộc tính là opacity nhá, nằm trên bảng layer. Rồi. Như đây. Thế thì khi các bạn muốn đặt cái độ trong suốt cho layer để có thể nhìn xuyên qua được thì chúng ta phải sử dụng đến thuộc tính opacity nằm trên bảng layer. Được chưa? Thế thì để thiết lập làm thế nào thì bước đầu tiên mọi người phải chọn đúng cái layer cần thiết lập được trong suốt. Được chưa? Và bước thứ hai mọi người sẽ đánh thiết lập giá trị ở ô opacity này. Thế để thiết lập giá trị opacity này chúng ta sẽ có hai cách. Một là cách thủ công đánh giá trị ở ô này hoặc kéo chuột, và cách thứ hai là thiết lập nhanh bằng phím tắt. Chỉ đi cách một. Như vậy tôi đang muốn thiết lập độ trong suốt
cho layer này, chúng tôi chọn đúng layer dưới nền trắng này. Và bây giờ tôi sẽ bấm cá chuột đây. Ở đây đường thông suốt nó sẽ có hai vấn đề như này. Ở đây 100% thì là hiển thị đầy đủ 100%, tức là không nhìn xoay xuyên qua được. Dạ. Và 0% tức là biến mất hoàn toàn. Còn chạy từ 0 đến 100 thì độ trong suốt tăng, độ trong suốt giảm dần. Nhớ. Ok. Như này. Đây, tự đánh có chị một là 0% thì vị này đánh không không phát ra nhờ, ẩn hẳn đi. Dạ, nó trong suốt hẳn. Như tôi đánh dụ như là 50%. Phải chưa? Ở nhìn xuyên ra nó giảm được 50% thì xuyên ra được. Không người diện bấm cá chuột vào chữ opacity và kéo thanh trượt sang bên trái bên phải để tăng giảm. Nhưng trên thực tế dân chuyên nghiệp vô số không rất ít khi dùng cách nông dân này, và họ sẽ dùng cách thiết lập giá trị nhanh. Thế thì ở để thiết lập giá trị opacity nhanh cho layer thì việc đầu tiên mọi người phải làm đó là mọi người bắt buộc phải chuyển về công cụ Move Tool. Được chưa? Nhớ bắt buộc chuyển về Move Tool. Sau đó mọi người sẽ bấm cái phím số tương ứng cho bàn phím số 0 tương đương với 100%, tức là không nhìn xuyên được. Được chưa? Từ số 1 đến số 9 là thiết lập 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 và 90% cho layer. Khi muốn thiết lập hai số lẻ liên tiếp, các bạn bấm nhanh hai số liên tiếp bàn phím. Để ví dụ, như thế muốn thiết lập độ thông suốt cho layer này thì để bấm phím V để đảm bảo về công cụ như Move Tool. Bây giờ thì muốn trả về 100% thì bấm số 0 lập tức 100%. Bạn mọi người nhìn ở bên này nhé, tôi bấm số 1 thiết lập 10%, nhìn chưa? Bấm số 5 50%, bấm số 7 70%, nhờ thằng này tầm 75 thì đấy. Được chưa? Như vậy thiết lập opacity là gì? Là độ trong suốt layer có thể nhìn xuyên qua được. Thì trong Photoshop cách thiết lập như vậy, và chúng ta sẽ thiết lập bằng cách dùng kính tắt và phải đưa về công cụ Move Tool, chọn đúng layer rồi bấm phím số tương ứng cho bàn phím. Được chưa? Thế thì buổi học này đã dừng ở đây, và buổi sau tôi sẽ đi tiếp cái bài tập này và học công cụ Type Tool, học các cách biến đổi đối tượng nâng cao và học Smart Object để hoàn thiện một cái bài này hoàn chỉnh. Được chưa? Thì hẹn các bạn vào buổi hôm sau. Xin cảm ơn và tạm biệt các bạn.